Xin chào tất cả mọi người, chào cô chú, anh chị, các bạn. Hôm nay mình làm cái clip cho mọi người xem, mà nay chuẩn bị chạy xe lại nha. Xe nay đậu 4-5 tháng nay rồi, đưa rước mấy chị công nhân nè. Review cho đây, xe đậu một bãi nè, cách trăm chiếc xe, lậu nay 4-5 tháng rồi. Bữa nay công ty hoạt động trở lại, quay mấy xe này. Hôm nay xuống vệ sinh xe, chuẩn bị chạy lại. Đây là xe của mình chạy nha. Mình chạy là xe 63B01738. Đây, xe mình chạy xe này. Mở cửa lên coi. Quá. 4-5 tháng trời. 4-5 tháng đậu ngoài nắng ngoài mưa. Xe cổ nè. Nay chuẩn bị chạy lại nha cô chú anh chị. Hôm nay không có đốt nhang luôn. Biết tiếng này có đốt không biết. Không quá. Chứ lẽ có hết tháng 10 này chắc chạy lại à. Nghỉ dịch này 5 tháng rồi. Thất nghiệp. Giờ phải chạy lại mới sống nổi. Thế mai mốt rồi có chạy lại rồi review cho mọi người xem ha. Đây xe mình chạy đây. Hết bình luôn quá. Mấy tháng nay dịch bệnh quá, xe đậu hết trơn luôn, cả trăm chiếc xe công nhân. Đậu này mấy tháng rồi, xét đồ hư đồ hết rồi. Công nhân nghỉ làm xe đậu luôn. Chắc hết tháng 10 này chạy lại rồi ạ. Có tin vui rồi. Bãi xe ở xã Phú Nhuận. Đậu nay là 5-6 tháng rồi đó, 5-6 tháng, 5 tháng rồi, 30 tháng 4 tới nay. 6 tháng rồi. Gần 6 tháng rồi.
Xung quanh bãi xe trồng mít luôn à. Nắng quá. Xe đậu ghê không?